Chương 911, cửa gỗ Hàn Sâm sớm đã nhìn thấy dưới gốc cây có một người, hơn nữa còn là một người chết, thị lực của hắn mạnh hơn Sở Minh nhiều lắm, lúc Sở Minh còn chưa nhìn thấy, Hàn Sâm đã nhìn rành mạch cả rồi, người nọ ăn mặc quần áo của Liên Minh, là người trong Liên Minh không hề sai, chỉ là trang phục trên người y thoạt nhìn thì kiểu dáng có chút cũ kỹ, không giống như là sản phẩm của những năm gần đây, Hàn Sâm đại khái suy đoán một chút, loại kiểu dáng trang phục này, ít nhất cũng là kiểu dáng lưu hành năm 60 năm trước, một nhân loại siêu việt giả vị chết ở đây, chỉ là Hàn Sâm lại không nhìn ra y chết như thế nào, ở trên người y cũng không nhìn thấy vết thương, quần áo cũng rất hoàn chỉnh. Kỳ quái hơn chính là, người này thoạt nhìn đã chết rất lâu rồi, trên quần áo cũng đã tích đầy bụi đất, nhưng mà mặt mũi của y vẫn còn có thể thấy rõ, chỉ hơi có chút khô héo, nhưng không có dấu hiệu hư thối, đây hẳn là là một nhân loại đã chết đi rất lâu rồi. Hàn Sâm nói phát hiện của mình cho Khúc Lan Khê cùng Sở Minh, sau khi ba người đến gần một chút, Khúc Lan Khê cùng Sở Minh quả nhiên thấy được thi thể của người kia, quần áo còn rất nguyên vẹn, khuôn mặt bảo trì vô cùng tốt, có thể thấy được đây là một người đàn ông trung niên, còn giữ một đám ria mép, trên mặt không có vẻ gì là thống khổ, thoạt nhìn thì có vẻ chết đi rất an tường. Người đàn ông kia dựa lưng vào đại thụ chết đi, cây đại thụ kia sinh cơ bàng bạc sinh cơ bên trong mạnh hơn hàn sâm nghĩ rất nhiều hơn nữa bên trong mơ hồ có một loại sóng sinh mệnh kỳ lạ khiến cho hàn sâm cảm thấy có chút kinh ngạc thế nhưng mà ở bốn phía đại thụ lại không phát hiện ra thứ gì khả nghi ngay cả một con dị sinh vật cũng không có ngoại trừ tử thi của nhân loại này ra liền một con kiến cũng không thấy đâu tôi sẽ một chút xem trên người y có đồ đạc gì không sở minh đi tới chỗ thi thể sờ soạn, bên cạnh người này không có các loại đồ đạc như là ba lô trên người cũng chỉ có mấy cái túi quần áo sở minh sờ soạng mấy cái túi thật đúng là để cho y móc ra được một vài thứ có ví tiền cũng có một chút đồ vụn vặt nhưng mà phần lớn đều là một ít đồ vật dùng hàng ngày cũng không có chỗ nào thần kỳ nói không chừng trong ví tiền sẽ có đồ vật gì đó có thể chứng minh thân phận của y sở minh không kịp chờ đợi liền mở ví tiền ra bên trong là một ít thẻ còn có một ít tiền giấy trừ ra thì chẳng còn cái gì cả không có các loại đồ đạc có thể chứng minh thân phận như là danh thiếp cũng không có thể làm việc những cái thẻ đó bị sở minh móc ra lần lượt từng cái một cầm trong tay xem đều là một ít thẻ trí tuệ nhân tạo ở chỗ này cũng không nhìn ra được manh mối hàn sâm nhìn thấy một tấm thẻ trong số đó con người co rút lại một chút nhìn trên thẻ có dấu hiệu cửu mệnh huyết miêu xem ra người này tám chín phần mười là thành viên của huyết mệnh giáo sở minh và khúc lan khê không nhận ra thấy không có thu hoạch gì sở minh lại sờ lên trên thân thể người nọ muốn nhìn một chút xem còn có thứ gì ẩn giấu hay không đừng sờ nữa người ta cũng đã chết đi lâu như vậy rồi coi như là tiền bối của chúng ta tôn trọng tối thiểu vẫn là nên có đào hố chôn y đi xem như nhập thổ vi an khúc lan khê nói tay sở minh vẫn không dừng lại vừa sờ vừa nói ở đây thì nhập thổ vi an gì chết ở loại địa phương này cho dù xuống đất cũng chỉ có thể coi là chết ở nơi đất khách quê người tìm thử xem có đồ vật chứng minh thân phận của y hay không về sau mang thi thể y trở về liên minh an táng mới là đúng lý sở minh ngoài miệng thì nói như vậy trên thực tế là muốn sờ xem có thể tìm được vật gì tốt hay không tốt xấu gì người này cũng là một siêu việt giả nói không chừng trên người sẽ mang theo ghen võ trang gì đó nếu có ghen võ trang cao cấp lưu lại vậy thì sẽ phát đạt rồi dù sao cũng là đồ vật của người chết, ngu sao không cầm, sở minh ở phía trước không sờ được thứ gì, vừa muốn rời thi thể đi xem đằng sau y có thứ gì không, nói không chừng có túi hậu các thứ, dùng sức đẩy thi thể ra, lập tức có một đồ vật lăn ra ngoài, hấp dẫn ánh mắt của bọn hàn sâm, sở minh ôm thi thể không có biện pháp đi nhặt vật kia lên, hàn sâm lại xoay người nhặt lên, chỉ thấy đó là một cái đồng hồ bỏ túi kiểu cổ, từ không biết bao nhiêu năm trước, đã không còn những thứ này nữa, đều là trí tuệ nhân tạo loại nhỏ loại đồng hồ bỏ túi cơ giới hóa tinh khiết này cũng chỉ có thể thấy ở trong tiệm đồ cổ hoặc là cửa hàng mỹ nghệ mà thôi hàn sâm mở nắp cái đồng hồ bỏ túi kia ra đồng hồ bỏ túi đã ngừng chạy giống như ngừng lại ở thời điểm 9 giờ bề ngoài của loại đồ cổ này liền ngày tháng năm đều không có cũng không biết rốt cuộc là dừng lại từ ngày nào nhưng mà chuyện này cũng không có ý nghĩa gì ở trong tí hộ sở cho dù loại đồng hồ cơ này cũng không có cách nào vận chuyển bình thường được thế nhưng mà lúc ánh mắt của hàn sâm rời đi lại thấy cái nắp bên trong của đồng hồ bỏ túi cả người lập tức ngây dại ở bên trong cái nắp có một bức ảnh nho nhỏ trên tấm ảnh là hai người một người đàn ông trung niên ôm một đứa bé trai khoảng 8 tuổi người đàn ông trung niên kia chắc là người chết này mà đứa bé trai trong ảnh kia hàn sâm trước kia đã từng thấy qua rồi đứa bé trai trong tấm ảnh cũng không phải là Hàn Sâm, mà là cha của Hàn Sâm, ở bên trong album ảnh trong nhà, có không ít ảnh chụp khi còn bé của cha, Hàn Sâm đã xem qua không ít lần, chắc chắn sẽ không nhận lầm. Bé trai ở trong tấm ảnh, tuyệt đối chính là cha của Hàn Sâm, mà ngay cả bộ quần áo trên người ông, Hàn Sâm đều đã nhìn thấy ở trong một tấm ảnh chụp trước kia, vật phẩm trang sức trên quần áo đều giống nhau, không có khả năng có chuyện trùng hợp như vậy, có hai đứa bé trai có hình dáng giống nhau, còn ăn mặc quần áo giống nhau như đúc, hơn nữa để cùng kiểu tóc nhưng mà nếu nói đưa bé trai trong tấm ảnh là cha của Hàn Sâm, như vậy thì người đàn ông trong tấm ảnh này là ai? Vì sao y lại giữ một tấm hình như vậy? Rõ ràng người đàn ông trung niên này cũng không phải là ông nội của Hàn Sâm, cũng không phải thái gia gia Hàn Kính Chi của hắn. Hình và video của bọn họ thì Hàn Sâm đều đã xem qua, khác người đàn ông này rất nhiều, không có khả năng nhận lầm người. Trong lòng Hàn Sâm có trăm ngàn ý nghĩ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nguyên cớ. Ồ, Tam Mộc, đứa bé trai ở trên tấm ảnh này có chút giống cậu đấy. Sở Minh quay đầu lại nhìn thoáng qua đứa bé trai ở trên tấm ảnh, nói đùa, xem ra cái đồng hồ bỏ túi này hữu duyên với tôi, tôi sẽ không khách khí nhận lấy. Hàn Sâm lại mượn cơ hội trực tiếp nhét cái đồng hồ bỏ túi kia vào trong túi của mình, hắn muốn chờ sau khi trở lại liên minh sẽ hỏi mẹ, có lẽ mẹ biết người đàn ông trung niên này là ai, một cái đồng hồ bỏ túi mà thôi, cho dù đồ cổ, ở địa phương quỷ quái này cũng không có tác dụng gì, vội vã đoạt như vậy làm gì, Sở Minh nhếch miệng, lại lật thi thể lên một cái, cũng không còn vật gì có giá trị nữa. Hàn Sâm đang chuẩn bị muốn đỡ thi thể của người kia trở về vị trí cũ, thế nhưng mà nhìn thoáng qua vị trí mà người đàn ông kia dựa lưng vào vừa rồi, lại phát hiện có chút thích hợp, lưng của người đàn ông kia tựa vào vùng thân cây kia, thoạt nhìn màu sắc của vỏ cây cùng màu sắc vùng bên cạnh hơi có chút bất đồng. Vừa rồi chú ý của bọn họ đều bị thi thể hấp dẫn, cho nên không hề chú ý xem. Lúc này Hàn Sâm nhìn kỹ, lại phát hiện màu sắc vỏ cây chỗ này tương đối đậm hơn một chút, hình dạng giống như một cánh cửa, bên trên còn có một chỗ tựa như sẹo cây nổi lên, thật nhìn vô cùng giống cái chốt cửa, người đàn ông trung niên này là tựa lên một cái cửa gỗ chết đi. Chương 912, tí hộ sở dưới mặt đất bên trong cây này đang giấu cái gì, có quan hệ gì với người người đàn ông này hay không? Y ngồi ở chỗ này chết đi, giống như là muốn để cho người ta có thể phát hiện ra cánh cửa gỗ này tồn tại, hẳn không có chủ tâm hại người chứ. Hàn Sâm nhìn cánh cửa trên thân cây kia, trong lòng hiện lên trăm ngàn ý nghĩ bởi vì tấm hình kia hàn sâm đặc biệt hiếu kỳ đối với người đàn ông trung niên này sau khi hơi suy nghĩ liền đưa tay thử đẩy cái cửa gỗ kia một cái đẩy xong vẫn không chút sức mẻ không có bất kỳ phản ứng nào hàn sâm kẽ nhíu mày nắm cái sẹo cây tựa như tay nắm đấm cửa kia kéo một phát ra bên ngoài cửa gỗ vậy mà trực tiếp mở ra cứ như vậy dễ dàng đã bị kéo ra sao trên cây lại có một cánh cửa chẳng lẽ bên trong có bảo tàng sở minh hưng phấn xông tới khúc lan thê cũng kinh ngạc đi tới hướng bên trong cửa kia xem xét nhưng lại càng khớp sợ không thôi vốn cho rằng đó chỉ là một cái hốc cây bên trong tối đa cũng chỉ là một cái phòng chứa đồ mà thôi nhưng sau khi nhìn vào trong cửa lại làm cho bọn họ sợ ngay cả người chỉ thấy trong cánh cửa trên thân cây là một cái hang động lớn hơn nữa một mực kéo dài xuống dưới mặt đất tạo thành một không gian cực lớn ở trong không gian dưới cây đằng kia thậm chí có từng tòa cung điện hùng vĩ đang đứng sừng sững thanh minh tí hộ sở so sánh với chỗ này thì quả thực không bằng cả xóm nghèo quả thực giống như là vương quốc dưới mặt đất trong thần thoại truyền thuyết tí hộ sở dưới cây đại thụ này là một tí hộ sở cực lớn vô cùng hùng vĩ sở minh hớt cục không nhịn được hét ầm lên chuyện này thực sự quá rung động gương mặt của hàn sâm cũng rất rung động quy mô của tí hộ sở trong hốc cây đã vượt quá sự tưởng tượng của hắn mặc dù là sát đà tí hộ sở cũng có vẻ không bằng theo hốc cây nhìn xuống có thể thấy bên trong tí hộ sở có thật nhiều chỗ bị sụp xuống rách nát thậm chí có thể nhìn thấy rất nhiều xương cốt của dị sinh vật cực lớn khắp nơi đều là bụi bặm không biết đã bị năm tháng chôn vùi bao lâu rồi không nhìn ra một điểm sinh cơ bên trong không có dị linh hay dị sinh vật đấy chứ khúc lan khê lo lắng nói tí hộ sở khổng lồ như vậy nếu như bên trong có dị linh cùng dị sinh vật vậy thì sẽ vô cùng mạnh mẽ chỉ sợ bọn họ căn bản không thể địch nổi hẳn là không có hàn sâm lại có chút hương phấn tí hộ sở khổng lồ như vậy cho dù có chút truyền tống trận bị hủy đi cũng không thể không còn một cái truyền tống trận nào bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng truyền tống trận bên trong tí hộ sở trở lại liên minh không cần phải lo lắng bị vây khốn ở đây nữa hai người ở chỗ này chờ tôi vào trước xem nếu như không có nguy hiểm sẽ gọi hai người xuống hàn sâm nói xong đã phi thân nhảy xuống đồng thời vận dụng động huyền khí đến cực hạn, cảm ứng xem bên trong có khí tức sinh mệnh tồn tại hay không. Đã rơi vào ngoài cửa lớn tí hộ sở, mặc dù là một tí hộ sở vô cùng nội bại, nhưng vẫn làm cho người ta rung động, chỉ là cửa lớn của tí hộ sở đã cao tới trăm mét, đứng ở trước mặt của nó, sẽ cho nhân loại cảm giác mình nhỏ bé giống như là kiến hôi. Từ nơi này ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chỉ thấy phía trên là rễ cây giống như mạng nhện, bao phủ toàn bộ phía trên tí hộ sở, cùng nham thạch tan xen vào nhau, tản ra ánh huỳnh quang mịt mờ, chiếu sáng toàn bộ không gian rộng lớn ở dưới mặt đất giống như ban ngày hàn sâm bay lên trời đáp lên trên tường thành lập tức một lần nữa bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động lúc ở phía trên chỉ có thể nhìn đại khái nhưng hiện tại có thể thấy rõ ràng sẽ cung điện sống như như là người khổng lồ ở trong tí hộ sở kia khắp nơi đều là xương cốt của dị sinh vật xương cốt dị sinh vật dài đến trăm mét trở lên chỗ nào cũng có rất nhiều đầu lâu đều đã tách ra khỏi thân thể thoạt nhìn là bị người chém đầu mà chết mặc dù chỉ còn lại có xương cốt nhưng vẫn tản ra uy áp kinh khủng để người ta biết chúng khi còn sống chúng khủng bố tới cỡ nào. Rốt cuộc là ai giết nhiều dị sinh vật mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là người đàn ông bên ngoài hốc cây kia? Hàn Sâm càng đi vào bên trong càng khiếp sợ. Toàn bộ ở bên trong tí hộ sở đều là thây ngang khắp đồng, khắp nơi đều là thi thể dị sinh vật đã mục nát chỉ còn lại xương trắng, còn có thể nhìn thấy từng vết kiếm cực lớn ở phía trên mặt đất và kiến trúc, giống như là đã từng bị một thanh kiếm khổng lồ tung hoành chém xuống nếu thật sự là người đàn ông bên ngoài hốc cây kia làm ra thật sự là không có cách nào tưởng tượng được lúc ấy y đã mạnh mẽ đến loại trình độ nào lại có thể có chiến tích huy hoàng như vậy hàn sâm thận trọng bay một vòng vòng quanh tí hộ sở hoàn toàn không hề cảm ứng được tung tích của dị sinh vật nơi này chính là một mảnh tử vực ngoại trừ thi thể thì không còn gì lưu lại nữa cuối cùng đi vào bên trong thần điện dị linh to lớn một bức tượng thần giống như là thần tích đứng vững ở bên trong thần điện chỉ là trên trán đã rỗng tuyết sớm đã không có linh hồn chi thạch trà xét truyền tống trận ở trong thần điện vẫn còn hoàn hảo lập tức để cho hàn sâm vui mừng quá đỗi Đi ra ngoài dẫn bọn Khúc Lan Khê cùng Sở Minh vào, sau khi Tiểu Phong Phong đi vào, nhìn thấy xương cốt của những con thú khổng lồ kia, thân thể lạnh run, thoạt nhìn nó rất sợ hãi uy áp trên những xương cốt kia tản ra, Khúc Lan Khê và Sở Minh cũng giống như Hàn Sâm, đã sớm bị chấn động không nói nổi một lời nào, quá kinh khủng, rốt cuộc là ai giết nhiều dị sinh vật như vậy, tàn phá tòa thành thành cái dạng này, không phải chính là người đàn ông ở bên ngoài hốc cây kia đấy chứ? Sở Minh lộ ra vẻ khép sợ nói ra, không ai có thể trả lời y, Khúc Lan Khê phục hồi lại tinh thần, vội vàng nhìn Hàn Sâm hỏi, truyền tống trận nơi này còn có thể dùng, Sở Minh cũng khẩn trương nhìn về phía Hàn Sâm sợ ở trong miệng hàn sâm nghe được ba chữ không thể dùng kia bọn họ đã quá lâu chưa trở lại liên minh chỉ sợ thân nhân bạn bè đều cho rằng bọn họ đã chết ở bên trong tí hộ sở bọn họ đã sớm không kịp chờ đợi muốn trở lại liên minh gặp mặt với thân nhân bạn bè của mình có thể sử dụng hàn sâm khẳng định đắp. khúc lan khê cùng sở minh đã kích động khó có thể nói lên lời con mắt đều có chút ẩm ướt sở minh càng hưng phấn nhảy dựng lên kêu to vốn cho là lần này trốn đi không biết còn có cơ hội trở lại liên minh hay không không ngờ nhanh như vậy đã có thể trở về hàn sâm cũng vô cùng vui vẻ ba người không kịp chờ đợi đều đi vào trong thần điện dị linh sử dụng truyền tống trận trở lại liên minh Hàn Sâm mở to mắt nhìn thấy mình đã về tới nhà, trong lòng vô cùng vui sướng, bản thân Hàn Sâm đã mua một cái trang bị truyền tống tư nhân gia dụng, cho nên lần này trở về, trực tiếp liền về đến nhà, sau khi gặp mẹ, Hàn Sâm liền gọi cho Kỳ Yên Nhiên trước, Kỳ Yên Nhiên ở bên kia đã im lặng thật lâu, đợi lúc cô nói chuyện lại, Hàn Sâm còn có thể nghe được trong âm thanh của cô mang theo tiếng nức nở, mặc dù Kỳ Yên Nhiên biết Hàn Sâm rất mạnh, nhưng mà tấn chức tới không gian thứ ba tí hộ sở thật sự quá nguy hiểm, có thể còn sống sót hay không thì phải xem vận may, cùng kỳ yên nhiên Hàn Huyên thật lâu. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, Hàn Sâm mới gọi cho từng người bạn của mình, nói cho bọn họ biết tin tức mình đã an toàn trở thành siêu việt giả, ở trong nhà chờ đợi vài ngày. Hàn Sâm mới một lần nữa trở lại thí hộ giờ. sở, Sở Minh cùng Khúc Lan Khê vẫn chưa về, bọn họ rời xa người nhà bạn bè quá lâu, cho nên không thể nhanh như vậy đã trở lại, có thể sẽ ở lại trong nhà một đoạn thời gian. Hàn Sâm ở trong thần điện dị linh thử tiến vào trạng thái siêu cấp đế linh, muốn thử một chút xe mình ở dưới trạng thái toàn thịnh, có thể bảo trì trạng thái siêu cấp đế linh bao lâu nhưng sau khi hắn tiến vào trạng thái siêu cấp đế linh, đột nhiên cảm giác trên người tựa hồ có một luồng lực lượng kỳ dị tuôn ra, tuôn về phía vị trí nguyên bản khảm nạm linh hồn chi thạch ở trên trán tượng thần kia. Chương 913, Thái thượng hoàng Hàn Sâm trơ mắt nhìn lực lượng kỳ quái trên người mình phát tán dũng mãnh tràn vào cái lỗ khảm ở trên trán tượng thần, vậy mà tạo thành một khối linh hồn chi thạch tản ra ánh sáng màu trắng rừng rực, lập tức cả người đều ngây dại, linh hồn chi thạch đã liên thông với linh cơ, có lập tức tiến vào hay không? Tượng thần kia vậy mà phát ra thần âm kỳ dị, linh cơ là địa phương nào hàn sâm chỉ hơi động ý niệm đột nhiên liền thấy linh hồn chi thạch vừa mới hình thành trên trán tượng thần bắn ra một vịt sáng tới chỗ hắn lập tức hút hắn vào bên trong linh hồn chi thạch hàn sâm cảm giác giống hệt như sử dụng trang bị truyền tống sau khi thời không vặn vạo một lát hàn sâm phát hiện ra mình đã xuất hiện ở phía trên một hòn đảo hòn đảo này vô cùng nhỏ chỉ lớn cỡ một sân đấu bóng rổ mà thôi hoàn toàn là do ngọc thạch óng ánh tạo thành hơn nữa còn trôi nổi ở trong hư không bốn phía đều là tinh không vô hạn sao để trời tô điểm nhưng mà cẩn thận nhìn lại những ngôi sao đó kỳ thật cũng không phải là ngôi sao chân chính mà giống như chỗ hàn sâm đang đứng đều là từng hòn đảo ngọc thạch ở trong hư không tàn ra ánh sáng mịt mờ không biết đến cùng là có bao nhiêu tòa ở đây đến cùng là địa phương nào hàn sâm kinh ngạc phát hiện bản thân vẫn bảo trì trạng thái siêu cấp đế linh không có chút dấu hiệu cật lực nào giống như có thể vĩnh viễn tiếp tục giữ vững vậy chuyện này khiến cho hàn sâm vô cùng giật mình thân thể của hắn thì chính hắn tinh tường tối đa cũng chỉ có thể bảo trì trạng thái siêu cấp đế linh tầm ba bốn giây mà thôi hiện tại hắn quan sát bốn phía trong chốc lát như vậy ít nhất cũng đã mười mấy giây thân thể một điểm gánh nặng đều không có hàn sâm biết nhất định là cái gọi là linh cơ kia có vấn đề nếu không thì hắn không có khả năng bảo trì trạng thái như vậy, đảo mắt dò xét hòn đảo ngọc thạch, lại phát hiện tượng thần đã ở phía trên hòn đảo, đây là địa phương nào? Hàn Sâm nhìn tượng thần nhíu mày hỏi, tinh cơ, bờ môi của tượng thần bất động, nhưng lại phát ra thần âm hư vô, rõ ràng truyền vào trong tai Hàn Sâm, tôi còn có thể trở về không? Hàn Sâm lập tức hỏi vấn đề quan trọng nhất này, tùy thời có thể rời đi, có muốn rời đi không? Tượng thần một lần nữa đáp, tạm thời không đi. Hàn Sâm nghe nói có thể tùy thời rời đi liền an tâm lại, đánh giá đông đảo hòn đảo tinh ngọc giống như ngôi sao ở trong hư không hỏi, tôi có thể làm gì ở chỗ này, khiêu chiến hoặc là bị khiêu chiến, chém giết dị linh khác đạt được gen dị linh tượng thần đáp ở chỗ này có thật sự tử vong hay không hàn sâm nhíu mày hỏi sẽ không bị giết sẽ mất đi một điểm bổn mạng gen bản thể trở về linh hồn chi thạch tượng thần đáp bổn mạng gen là gì tôi có khi nào hàn sâm nghi ngờ hỏi trước mắt ngươi có được một điểm bổn mạng gen ở trong đệ nhất linh cơ không có thứ hạng có thể khiêu chiến bất kỳ một dị linh nào ở trong đệ nhất linh cơ nếu đạt được thứ hạng không thể khiêu chiến với dị linh có thứ hạng thấp hơn mình tượng thần trả lời rất máy móc cái gì là đệ nhất linh cơ còn có những linh cơ khác sao hàn sâm tiếp tục truy vấn dị linh mở ra một đạo khóa gen liền có thể tiến vào đệ nhất linh cơ mở ra hai đạo khóa gen thì có thể tiến vào đệ nhị linh cơ theo thứ tự mà suy ra hàn sâm còn muốn hỏi tiếp lại đột nhiên nhìn thấy một hòn đảo lơ lửng bồng bềnh đi qua bên này trên hòn đảo lơ lửng kia có một dị linh giống như người khổng lồ đang đứng lại có tân sinh dị linh tiến vào linh cơ xem ra vận may của mình thực sự là không tồi tiểu tử tới khiêu chiến tôi đi người khổng lồ kia oang oang kêu lên với hàn sâm làm sao anh biết tôi mới vừa tiến vào linh cơ hàn sâm khẽ nhíu mày bên trên linh thần của cậu liền thứ hạng đều không có đương nhiên là một đứa con nít miệng còn hôi sữa mới tiến vào tới 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 cùng tôi chiến một hồi coi như phí dạy học nhanh tới khiêu chiến tôi người khổng lồ kia chỉ vào tượng thần bên cạnh hàn sâm nói ra y đã có được thứ hạng không thể chủ động khiêu chiến hàn sâm chỉ có thể đợi cho hàn sâm khiêu chiến y hàn sâm nhìn thoáng qua tượng thần ở trên hòn đảo phát hiện ra linh hồn chi thạch ở trên tượng thần có một chữ chữ số cẩn thận nhìn thì chính là hơn chín nghìn vạn nếu như con số đại biểu cho thứ hạng thì thứ hạng của người này ở vị trí gần ức thật sự là thấp tới đáng thương được tôi liền khiêu chiến anh đi nếu ở đây đều là dị linh chỉ mở ra một đạo khóa gen hàn sâm tự nhiên không có lý do gì để sợ hãi thuận theo ý của người khổng lồ kia vậy thì tới đi người khổng lồ kia nghe vậy lập tức mừng như điên liền bước ra một bước bay tới hướng về hàn sâm đánh tới một quyền trên nắm tay bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ giống như một đoàn thiên thạch thiêu đốt đánh về phía hàn sâm hàn sâm ngưng tụ sức mạnh một đòn đại lôi âm quyền đánh tới người khổng lồ kia trực tiếp đánh người khổng lồ kia thành mảnh vỡ ở trên không trung hóa thành ánh sáng trở về trong linh hồn chi thạch của y mà đồng thời theo thân thể kia bị văn dài một tia sáng màu hồng bay vào trong thân thể hàn sâm Gen hỏa kỵ sĩ cộng 1, đạt được thứ hạng, Hàn Sâm nhìn thoáng qua gen hỏa kỵ sĩ của mình, quả nhiên đã biến thành 11 điểm, lại nhìn lên trên đầu tượng thần của mình, quả nhiên đã xuất hiện một vài con số, giống như con số trên tượng thần của người khổng lồ vừa rồi, mà con số trên đầu tượng thần của người khổng lồ kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Chuyện này thú vị đây, nếu như vậy, mình có thể ở chỗ này cướp đoạt số lượng lớn gen dị linh rồi, trong lòng Hàn Sâm không khỏi trở nên hưng phấn. Lực lượng của hắn hiện tại chính là trạng thái biến thân siêu cấp dị linh, nhưng mà bản thân cũng không có thuộc tính, tất cả các thuộc tính lực lượng đều có thể sử dụng, nhưng mà không có bất kỳ thuộc tính nào có thể đạt được thuộc tính thiên phú gia trì nếu như có thể ở trong linh cơ cấp đoạt số lượng lớn gen dị linh vậy sẽ có thể giúp cho hắn đạt được các loại thuộc tính khác nhau gia trì để cho kháng tính đối với lực lượng các hệ gia tăng lên bằng lớn lúc sử dụng lực lượng các hệ cũng sẽ càng mạnh hơn Ngay là đế tôn đại nhân dị linh khổng lồ kia sau khi phục sinh kinh hãi nhìn hàn sâm hỏi xem như thế đi hàn sâm thuận miệng đáp hắn cũng không phải là đế linh chân chính chỉ là có được trạng thái đế linh có thể tạm thời biến hóa thành đế linh hoặc thôi viêm cự bái kiến đế tôn đại nhân không biết đại nhân có thể nói cho tôi biết niên hiệu của ngài được không người khổng lồ kia lập tức quỳ dạp xuống trước mặt hàn sâm vẻ mặt lộ ra sùng bái ngẩng đầu nhìn hàn sâm giống như nếu hàn sâm chịu nói cho y biết niên hiệu sẽ là một việc để cho y cảm thấy cực kỳ vinh quang niên hiệu của ta là thái thượng hoàng hàn sâm thuận miệng bịa một cái tên hắn không phải là đế linh thật sự tự nhiên không có niên hiệu gì thuận miệng liền bịa ra một cái tên như thế hắn là trạng thái siêu cấp đế linh cho dù những đế linh kia ở trước mặt hắn cũng xem như là con trai của hắn thôi cho nên mới thuận miệng nói một cái niên hiệu thái thượng hoàng thì ra là thái thượng hoàng đại nhân viêm cự có thể tận mắt nhìn thấy một vị đế tôn quật khởi đây là vô thượng quang vinh, nhất định sẽ truyền bá niên hiệu của đế tôn đại nhân ra tứ phương, mong đợi ngày đại nhân trở thành đại đế. Viêm cự lộ ra vẻ mặt sùng kính nói, trong lòng hàn sâm âm thầm buồn cười, ca cũng đã là thái thượng hoàng rồi, còn làm đại đế cái gì nữa? Chương 914, dị linh chết phát hàn sâm thật sự bị viêm cự làm phiền không chịu nổi, không để ý đến in nữa trực tiếp để cho tượng thần cưỡi linh cơ đảo hướng về những linh cơ đảo khác, chuẩn bị đi khiêu chiến những thứ dị linh khác, cướp đặt thêm một ít gen dị linh. Nhưng mà ở trên rất nhiều linh cơ đảo không có dị linh, hàn sâm đã bay một hồi lâu mới gặp một dị linh, thế nhưng mà nhìn thoáng qua tượng thần của y, vậy mà không có thứ hạng, hàn sâm căn bản không thể khiêu chiến hắn viêm cự một mực đi theo hắn lại xông lên kêu to thái thượng hoàng đế tôn đại nhân ở đây còn không mau mau dâng lên ghen của ngươi hàn sâm khẽ nhíu mày nghĩ thầm kêu gọi như ông thì có tác dụng chó gì người ta không tiếp nhận khiêu chiến căn bản không nên được linh cơ đảo của người ta làm sao có thể hù được họ thế nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp lại khiến cho hàn sâm há to miệng dị linh kia nghe nói hàn sâm là đế tôn lập tức liền cúi đầu bái cũng giống như viêm cự kia đều lộ ra vẻ mặt sùng bái đối với hàn sâm không đợi hàn sâm kịp phản ứng dị linh kia vậy mà chủ động khiêu chiến hàn sâm hơn nữa chính mình đi đến trước mặt hàn sâm vươn cổ ra chờ chết khiến cho hàn sâm có chút ngượng ngùng hạ thủ xin thái thượng hoàng đại nhân nhất định phải nhận lấy ghen của tôi dị linh kia kiên định lạ thường trong mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt giống như có thể hiến ghen của mình cho hàn sâm là vô thượng vinh quang của y đã như vậy tôi sẽ thành toàn cho anh đi hàn sâm cũng không khách khí trực tiếp đấm một nhát chết tư dị linh này một đám linh quang màu xanh nhạt bay vào trong thân thể siêu cấp đế linh của hàn sâm ghen thủy thị giả cộng một thứ hạng không thay đổi dị linh tự hồ đối với đế linh có một loại sùng bái gần như cuồng nhiệt đoạn đường này hàn sâm giết đi qua trên cơ bản đều là viêm cự đi lên giống một tiếng đế tôn đại nhân giá lâm những dị linh kia liền ngoan ngoãn tiến lên tự động dâng ra gen dị linh còn giống như là đã lấy được thiên đại vinh quang không biết bọn họ biết mình là một nhân loại thì sẽ có biểu lộ gì hàn sâm thầm nghĩ trong lòng ở trong linh cơ một đường giết tới các loại ghen dị linh của hàn sâm đều đang nhanh chóng tăng lên chẳng khác gì để cho hắn lấy được thiên phú thật tốt ở trên các hệ lực lượng thoải mái thật sự quá sung sướng hàn sâm mắt thấy các loại hệ ghen dị linh khá thường gặp đều nhanh chóng gia tăng cơ hồ là hận không thể cứ một mực tiếp tục giết lên một mực nâng tất cả ghen dị linh của mình tới trị số cực đại nhân loại ở trong tí hộ sở đạt được ghen dị linh khó khăn như vậy hàn sâm lại chỉ cần đứng ở chỗ đó đã có vô số dị linh tranh cấp giành giật hiến ghen dị linh cho hắn chuyện tốt như vậy quả thực nằm mơ đầu không thấy được nếu không phải là hàn sâm giết dị linh đều giết tới mức nhũng tay thật sự sẽ không cam lòng rời khỏi linh cơ thông qua tượng thần rời khỏi linh cơ hàn sâm về lại bên trong thần điện dị linh trạng thái siêu cấp dị linh trên người lập tức bị giải trừ toàn thân đau nhức vô cùng hắn ở trong linh cơ có thể vô hạn bảo trì trạng thái siêu cấp đế linh nhưng mà ở trong tí hộ sở vẫn chỉ có thể kiên trì ba giây sau khi trạng thái siêu cấp đế linh giải trừ linh hồn chi thạch bên trên tượng thần cũng lập tức tiêu tán theo nhưng mà hàn sâm nhìn thoáng qua số lượng ghen dị linh của mình lại cười tới mức không ngậm được miệng, chảy cả nước miếng. Hàn Sơn thí nghiệm mấy lần, hắn nhất định phải ở trước tượng thần trong thần điện dị linh tiến vào trạng thái siêu cấp đế linh, mới có thể ngưng tụ ra linh hồn chi thạch. Nếu như hắn biến thân ở bên ngoài, cũng sẽ không có linh hồn chi thạch xuất hiện, hơn nữa chỉ cần trạng thái siêu cấp đế linh giải trừ, mà kệ hắn ở chỗ nào, linh hồn chi thạch đều sẽ trực tiếp tiêu tán. Đã có nơi tốt như linh cơ này, Hàn xâm thực là cái gì cũng không muốn làm. Sau khi nghỉ ngơi đủ rồi liền biến thân tiến vào bên trong linh cơ, tìm kiếm dị linh để săn bắt gen dị linh. Các loại gen dị linh đều đang nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời cũng khiến cho niên hiệu thái thượng hoàng truyền bá ra ở bên trong linh cơ rất nhanh toàn bộ khu vực đệ nhất linh cơ đều biết có một vị đế tôn niên hiệu là thái thượng hoàng thậm chí đã chuyển đến bên trong tí hộ sở chuyển ra trong giới dị linh nhưng mà rất nhiều đế linh nghe thấy niên hiệu thái thượng hoàng này đều âm thầm nhíu mày đế linh đều là trời ban niên hiệu thái thượng hoàng này nghe như thế nào cũng không giống như là trời ban niên hiệu nếu như không phải là niên hiệu trời ban chuyện đó chỉ có một khả năng dị linh có thể thông qua phương pháp đặc thù sinh ra đời sau nếu như là hai đế linh kết hợp vậy nhất định sẽ sinh ra hậu đại như vậy thì đế linh sẽ không có thiên phú niên hiệu niên hiệu đối với đế linh có tiên thiên niên hiệu sẽ không quý trọng như vậy nữa rất nhiều đế linh đều cho rằng thái thượng hoàng nhất định là một đế linh hậu thiên đàn sinh cho nên mới ẩu tà làm bệnh như thế đương nhiên nếu như không phải là hậu thiên đế linh cũng sẽ không tiến vào loại địa phương như đệ nhất linh cơ kia đế linh tiên thiên lúc sinh ra đời thì khởi điểm cũng đã rất cao căn bản không cần tiến vào đệ nhất linh cơ tất cả đế linh đều muốn biết rốt cuộc là đế linh nào sinh ra hậu đại lại dám lớn lối như vậy nếu như có thể gặp được hắn nhất định phải hung hăng dạy dỗ hắn một trận đáng tiếc phần lớn đế linh đều đã mở ra rất nhiều đạo khóa ghen tuy nhiên không có khả năng đi đệ nhất linh cơ để tìm hàn sâm nhưng mà mọi thứ luôn luôn có ngoại lệ ở bên trong đệ nhất linh cơ thật sự là có những đế linh khác những đế linh kia mới thật sự là hậu đại của tiên thiên đế linh sau khi nghe nói về thái thượng hoàng hàn sâm này nguyên một đám đều vô cùng phẫn nộ đều xoa tay chuẩn bị muốn tiêu diệt hàn sâm hàn sâm ở bên trong đệ nhất linh cơ tung hoành vô địch có thể nói là đường làm quan rộng mở khiến cho vạn linh đều phải cúi đầu lần lượt đi ra để cho hắn giết có bọn dị linh như viêm cự tiền hô hậu ủng ở bên cạnh hắn làm cho hàn sâm không khỏi có chút lâng lâng vẫn là đám huynh đệ dị linh chất phác a trong lòng hàn sâm vô hạn cảm khái lúc tìm kiếm mục tiêu mới, lại nhìn thấy phía trước có một tòa linh cơ đảo bay tới bên này. Những ngày này, trường hợp như vậy Hàn Sâm đã gặp vô số lần, cho rằng lại có dị linh đưa tới cửa để cho hắn giết, cũng không hề nhúc nhích, bay ra bộ dáng thái thượng hoàng, ngồi ở trước tượng thần chờ thu hoạch gen dị linh mà đối phương đưa tới. Viêm Cự giống như thường ngày, nhìn thấy linh cơ đảo đang đến gần, liền tiến lên thét to một tiếng, thái thượng hoàng đại nhân đang ở chỗ này, còn không mau mau dâng lên gen, chữ gen kia còn không chưa kêu đi ra, cả người Viêm Cự đã cứng tại chỗ, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hãi, bịt một tiếng quỳ xuống. Viêm cự bái kiến lôi ma đế đại nhân, chỉ thấy trên linh cơ đảo này có một tượng thần cao tới trăm trượng, giống như viễn cổ ma thần, ở dưới tượng thần đằng kia có một dị linh có vẻ mặt lạnh lùng đang đứng, trên người tàn ra uy áp kinh khủng, trong mắt thỉnh thoảng có sấm sét màu tím nhảy lên, những dị linh nguyên bản đi theo bên cạnh Hàn Sâm đều lập tức quỳ bái dị linh kia, gương mặt lộ ra vẻ kinh sợ. Hàn Sâm biết mình đã gặp được nhân vật hung ác, ánh mắt hướng tượng thần của lôi ma đế kia xem xét, chỉ thấy bên trên có một con số 7, nói rõ thứ hạng của y ở bên trong đệ nhất linh cơ này là thứ bảy, dị linh ở đây có thể mạnh hơn y cũng không có mấy người. Chương 915, một quyền diệt lôi ma lai lịch của lôi ma đế cực kỳ bất phàm là con trai của một vị đại đế mấy tháng trước đã giết vào đệ nhất linh cơ một thân lực lượng lôi hệ kinh khủng tung hoành vô địch một đường chiến đấu đến nay không một lần bại đánh ra danh tiếng lôi ma đế khiến cho vạn linh thần phục vị đại đế kia đã từng buông ra lời khoe khoang lôi hệ trong thiên hạ quý hết với lôi ma thân nói chính là tên lôi ma này lời này thực sự không phải nói ngoa vị đại đế kia vốn là trí tôn trong lôi hệ mặc dù không thể cùng đại đế kết hợp sinh con nhưng cũng là kết hợp cùng một công chúa dị linh có được lôi hệ thuộc tính đặc biệt sinh ra kẻ này lúc lôi ma mới sinh ra đã có mang ngục lôi đỉnh thân vượt qua rất nhiều lực lượng lôi hệ khác, cho nên vị đại đế kia mới tuyên bố khoác lác thiên hạ lôi hệ quy hết về lôi ma thân. Sự thật cũng đã chứng minh vị đại đế kia tuyệt đối không phải là nói ngoa, lôi ma đế giết vào đệ nhất linh cơ cũng mới chỉ mấy tháng, lại chiến bại vô số cường giả dị linh, một thân lôi lực hủy diệt đất trời không ai có thể chính diện tranh tài, may chính là tên giám can đảm nói rằng mình là thái thượng hoàng. Lôi ma đế giống như là viễn cổ ma thần, miệng chim tai sói, khuôn mặt lạnh lùng tới cực điểm, liền chỉ thuận miệng một lời, đã giống như lôi đình cuồn cuộn bắt đầu khởi động, những ai có tu vị hơi kém một chút, đều bị tiếng sấm kiên nổ cho đầu gần muốn nổ tung tao chính là thái thượng hoàng của nhà mày mày là người phương nào hàn sâm nhìn lôi ma đế nhàn nhạt, nhạt, hỏi đúng là không biết sống chết có gan thì đánh với tao một trận trong vòng ba quyền nhất định sẽ khiến mày tan thành mây khói Sống chết trong mắt lôi ma đế nhảy lên tràn đầy sát cơ nếu không phải là thứ hạng của y rất cao không thể khiêu chiến hàn sâm y đã sớm giết đến tận linh cơ đảo của hàn sâm rồi những dị linh khác đã sớm run như cầy sấy sợ đắc tội vị lôi ma đế này nghe nói y tàn bạo thành tính mới vừa sinh ra đời không bao lâu đã lấy lô đình hủy diệt hơn một ngàn dị sinh vật hết sức thị sát khát máu mặc dù ở trong linh cơ không cần sợ y nhưng mà nếu như bị y nhớ kỹ ở trong tí hộ sở gặp được nhất định sẽ là kết cục thần hồn câu diệt có vị đại đế kia là chỗ dựa cho lôi ma đế người ở bên trong không gian thứ ba tí hộ sở có thể làm cho lôi ma đế thối lui cũng không có nhiều hàn sâm tự nhiên không sợ trực tiếp khiêu chiến vị lôi ma đế này đều là người mở ra một đạo khóa gen cho dù y là hộ duệ của đế linh cũng vô dụng nên giết thì sẽ giết chỉ tiếc là ở trong linh cơ không thể chân chính giết chết dị linh mắt thấy hàn sâm đã phát ra khiêu chiến hào quang bảo vệ linh cơ đảo đã vô dụng đối với hắn lôi ma đế giống như lôi đình xé rách không gian trực tiếp đến trước mặt hàn sâm âm thanh ngạo mạn lạnh lùng nói mày ra tay trước đi nếu để tao ra tay, mày sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Được, vẻ mặt của Hàn Sâm bất động, hào quang thánh khiết trên người lưu truyền, trực tiếp đánh một quyền về phía Lôi Ma Đế, người giống như thần không mang một theo chút khói lửa nhân gian. Lôi Ma Đế nhìn thấy Hàn Sâm đánh ra một quyền thẳng tắp đến, không có bất kỳ kỹ xảo gì, giống như là một quyền tiện tay, căn bản không cần gắng sức, cho rằng đang khinh thị y, lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Lôi Ma Đế dù gì cũng là một đường chém giết đi lên, lấy được vị trí thứ bảy, đánh bại vô số cao thủ, mà Hàn Sâm khó khăn lắm mới xếp vào thứ hạng 10 vạn, căn bản chưa từng trải qua tẩy lễ chân chính của cường giả, một đường đều là những dị linh nhỏ yếu tự động đưa đến trước mặt mặc hắn sinh sát một người như vậy vậy mà cả gan dám miệt thị tôn nghiêm của y tiện tay một quyền đã muốn cùng y tranh phong tự nhiên khiến lòng lôi ma đế rất tức giận nếu như dùng một quyền đã giết chết mày vậy quá nhẹ nhàng cho mày rồi cũng không lộ ra sự lợi hại của bồn đế để cho mày nếm thử sự khủng bố của ma mục chi lôi trong mắt lôi ma đế lóe lên một tia âm độc sấm sét màu tím trên người ngưng tụ vậy mà hóa thành một lôi điện ma thần đứng ở giữa thiên địa giống như toàn bộ không gian đều rung rẩy ở dưới chân lôi điện ma thần kia chỉ là trên người lôi điện ma thần kia có từng sợi lôi điện nhảy nhót xé rách không gian bốn phía ra từng đạo vết nứt không gian những dị linh khác đã sớm bị dọa sợ không có cách nào nói lên lời thần uy như thế cũng chỉ mới mở ra đạo khóa gen thứ nhất mà thôi nếu như tương lai lôi ma đế có thể mở ra chín đạo khóa gen nói không chừng sẽ là một vị đại đế hàn sâm lại không coi lôi điện ma thần kia ra gì vẫn một quyền đánh tới như trước mang theo thánh quang rừng rực màu trắng đánh lên trên khuôn mặt lôi điện ma thần kinh khủng kia những dị linh như bọn viêm cự thấy một quyền này của hàn sâm đánh còn không lợi hại bằng một quyền ngày đó đánh y đều cho rằng hàn sâm sợ lôi ma đế và đại đế sau lưng y không dám thật sự đối địch với y nếu không cũng sẽ không đánh ra một quyền tiện tay như vậy oảnh thế nhưng mà một giây sau lúc quả đấm của hàn sâm đánh lên trên khuôn mặt của lôi điện ma thần tất cả các dị linh đều bị chấn động một quyền nhìn như tiện tay lại có thần uy vô thượng dưới một quyền này lôi ma đế cùng lôi điện ma thần đều bị đánh bại hóa thành ngàn vạn lôi điện nổ tung tứ tán bay ra lôi ma đế bị một quyền tiện tay đánh nổ tung liền kêu thảm thiết đều không phát ra nổi trong không gian linh cơ đã hoàn toàn tĩnh mịch mặc kệ là ai cũng không nghĩ ra lôi ma đế được xưng là ngàn vạn lôi hệ tập trung vào lại bị tiện tay diệt sát như vậy quả thực giống như là nghiền ép một con kiến Ghen lôi đế cộng một thứ hạng tăng lên đến vị trí thứ bảy đạt được thứ hạng thập đại dị linh trong đệ nhất linh cơ bổn mạng ghen dị linh cộng một một đám sấm sét màu tím dũng mãnh tràn vào bên trong thân thể hàn sâm để cho hắn cảm thấy trong thân thể siêu cấp đế linh nhiều hơn một tỷ lực lượng lôi điện mặc dù không đến mức giúp cho hắn có thể điều khiển lôi điện nhưng lại khiến cho kháng tính đối với lôi hệ tăng lên trên diện rộng nếu như sử dụng lực lượng sấm xét uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều nếu như có thể tập hợp đủ trăm điểm ghen lôi đế thiên phú của hàn sâm ở bên trên lực lượng sấm xét cũng sẽ không kém hơn lôi ma đế đương nhiên làm hàn sâm vui vẻ nhất vẫn là đã lấy được một điểm bổn mạng ghen dị linh để cho hắn rõ ràng cảm giác siêu cấp đế linh thân của mình hình như lại mạnh hơn một chút oảnh. Mọi người còn đang kinh ngạc vì chuyện Hàn Sâm dùng một quyền đấm chết Lôi Ma Đế, Lôi Ma Đế đã gầm thét từ trong linh hồn chi thạch trọng sinh ra, sắc mặt âm trầm một lần nữa phát khởi khiêu chiến với Hàn Sâm, một lần nữa ngưng tụ ra chân thân Lôi Điện Ma Thần, điên cuồng giết tới Hàn Sâm, y bị Hàn Sâm đấm phát chết luôn, thứ hạng hoán đổi với Hàn Sâm, dĩ nhiên đã có được quyền chủ động khiêu chiến Hàn Sâm, không cần phải chờ Hàn Sâm đi khiêu chiến y nữa, Lôi Ma Đế thua không phục, vừa rồi y muốn dùng Lôi Điện Ma Thần chân thân ngăn cản một quyền của Hàn Sâm, dùng Ma mục Chi Lôi ngăn cản lực lượng của Hàn Sâm, đồng thời phản chấn thân thể của hắn, trực tiếp giật chết hắn thế nhưng mà ai ngờ Hàn Sâm nhìn như là một quyền tiện tay, thật không ngờ lại quá quỷ dị, trực tiếp xuyên thấu qua lôi điện ma thần chân thân của y, đánh vào bên trong thân thể, trực tiếp đánh nổ y, lôi điện ma thần chân thân cũng theo đó mà sụp đổ, cho nên trong lòng Lôi Ma Đế vô cùng không phục, y cho rằng căn bản cũng không phải là Hàn Sâm phá vỡ lôi điện ma thần chân thân, chẳng qua là y chủ quan mà thôi. Lần này vừa lên tới, Lôi Ma Đế liền chủ động xuất kích, trên khuôn mặt của lôi điện ma thần ngưng tụ ra lôi điện diệt thế kinh khủng, hóa thành kinh thế ma lôi chi quyền hung hăng đánh tới chỗ hàn sâm chỉ thấy một chùm tia sáng sấm sét màu tím rộng lớn đánh xuống trực tiếp đánh xuyên qua hư không trong nháy mắt đã đánh đến trước mặt Hàn Sâm, lực lượng kinh khủng kia giống như có thể trực tiếp đánh linh cơ đảo thành mảnh vụn.